vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin nổi bật vừa diễn ra. Tiếp đó, trong một kết nối và tinh hoa Tây Bắc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Tuyên Quang khuyến khích nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp và người giữ hồn dân tộc Cao Lan. Cuối chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực. Trước hết là phần tin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch việc làm mới đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đã tổ chức lễ ký kết hợp tác cung ứng lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động. Trung tâm Dịch vụ Việc làm 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc gồm Lạng Sơn, Hà Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Yên Bái và Phú Thọ đã thống nhất ký kết các nội dung hợp tác trong lĩnh vực lao động việc làm, như các trung tâm cử đầu mối trao đổi nghiệp vụ về thông tin cung cầu lao động, kết nối lao động với các doanh nghiệp, chia sẻ thông tin thị trường lao động, hỗ trợ nhau trong công tác giao nhận lao động, hỗ trợ duy trì tình trạng việc làm, quản lý lao động, sử dụng thông tin qua bản tin thị trường lao động nhằm kết nối cung cầu lao động giữa các địa phương. Từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc của tỉnh Sơn La trong những năm qua đã tạo ra một vùng cây ăn quả rộng lớn, thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong. Hiện nay toàn tỉnh có 6 hợp tác xã, một chi hội nuôi ong và gần 2.100 hộ nuôi ong mật với tổng số hơn 81.000 đàn ong nội và ong ngoại. Năm 2022, sản lượng mật thu được khoảng 3.600 tấn. Giá trị từ nuôi ong và các phụ phẩm từ nuôi ong trong toàn tỉnh ước đạt 230 đến 250 tỷ đồng. Qua đánh giá, có 90% số hộ nuôi ong có thu nhập từ 80 đến 200 triệu đồng một năm và 10% số hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm từ nghề nuôi ong lấy mật. Năm 2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đổi mới phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của các hộ nuôi ong, nâng cao chất lượng mật ong gắn với tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 90.000 đàn ong, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hiện có 30 trường học với tổng số 406 lớp. Thành phố duy trì 7 trên 7 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trong đó có 1 xã đạt chuẩn mức độ 2 và 6 phường đạt chuẩn mức độ 3. Cùng với đó, quy mô mạng lưới trường lớp được rà soát sắp xếp, củng cố và phát triển. Cơ sở vật chất trường học được tăng cường, bổ sung đồng bộ và từng bước hiện đại, cơ bản đáp ứng đủ 1 phòng trên 1 lớp học, đảm bảo dạy học 2 buổi mỗi ngày. Thành phố cũng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp, chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các trường đã được công nhận đạt chuẩn, không để xảy ra tình trạng giảm số lượng trường đạt chuẩn. Đến hết học kỳ 1 năm học 2022-2023, thành phố có 24 trên 30 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 16 trường đạt chuẩn mức độ 2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân vào công tác phòng chống tội phạm, tỉnh Điện Biên tiếp tục lựa chọn 10 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội để thực hiện chuyển hóa trong năm 2023. Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Điện Biên đã phê duyệt danh sách 10 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội để thực hiện chuyển hóa năm 2023. Đây đều là những địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở những chuyển biến tích cực từ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trong những năm trước đây, chủ trương này tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng, góp phần tạo môi trường sống làm việc an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện nay, các mô hình liên kết trồng dưa chuột trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang phát huy hiệu quả tích cực, tạo thu nhập tốt cho bà con nông dân, góp phần giúp các địa phương từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Hiện nay, bên cạnh hai cây trồng chủ lực là bưởi và hồng, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang chú trọng phát triển cây dưa chuột theo hướng hàng hóa. Đây là cây ngắn ngày, mỗi năm có thể canh tác 3 vụ, liên kết với hợp tác xã Minh Tâm, nên toàn bộ sản phẩm được bao tiêu đầu ra, giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Trồng được cái cây dưa chuột này là thu nhập là ổn định, mỗi một vụ thì trừ hết là chi phí đi thì mỗi một sào còn được 7 triệu.
Tới đây thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch để giao cho hợp tác xã nông lâm nghiệp của xã, hội nông dân và các thôn trên địa bàn xã tận dụng những cái phần diện tích đất nó hợp lý để tập trung vào cái việc là sản xuất cái cây dưa chuột này. Với sự vào cuộc như vậy thì tôi tin tưởng rằng là trong thời gian tới là các hộ gia đình cá nhân ở trên địa bàn xã Xuân Vân sẽ yên tâm sản xuất và đảm bảo cho cái mức tiêu thụ mà bên hợp tác xã bao tiêu sản phẩm yêu cầu. Là đơn vị thu mua sản phẩm cho phần lớn các hộ trồng dưa chuột trên địa bàn tỉnh, hợp tác xã Minh Tâm có cam kết rõ ràng trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con phát triển cây trồng này. Đối với các hộ nông dân thì hợp tác xã vẫn đang liên kết là hỗ trợ với nông dân giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và kỹ thuật đồng hành cùng. Và sau khi bà con có sản phẩm, hợp tác xã thu lại cái sản phẩm đó và từ đó bà con sẽ thấy hiệu quả kinh tế bà con nhân rộng. Dưa chuột được hợp tác xã Minh Tâm ký kết tiêu thụ chủ yếu tại các siêu thị lớn như Vinmart. Do đó, những yêu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như tính an toàn trong quá trình cam kết khắt khe, đòi hỏi người trồng dưa phải thay đổi nhận thức trong cách làm nông nghiệp, hướng tới sản xuất an toàn và chuyên nghiệp hơn. Điều này cũng là nền tảng để tạo ra những vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, chất lượng cao và có sự liên kết chặt chẽ, bền vững từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác ở tỉnh Yên Bái, dân tộc Cao Lan ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có nhiều phong tục truyền thống và nhiều nét văn hóa độc đáo riêng, trong đó có những điệu múa cổ truyền. Tuy động tác đơn giản, nhưng điệu múa của người Cao Lan mô phỏng cuộc sống và niềm vui lao động như múa xúc tép, múa chim gâu, múa cầu mùa. Sự mộc mạc giản dị trong điệu múa cũng thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người Cao Lan. Bình dị mà tinh tế, mộc mạc mà chân thành. Trước đây thì cũng có một thời gian là nó cũng mai mốt đi, tức là gần là hết rồi. Thế thì các cụ cũng đi rồi là lại rất ít, thế mới truyền lại là cái bản sắc của người dân tộc, ví dụ như là trang phục của người con gái như thế nào và người con trai là như thế nào, thì từ đấy nó mới bắt đầu là tồn tại, bắt đầu là sắm sửa. Nhiều thôn bản ở huyện Yên Bình đã thành lập đội văn nghệ để cùng nhau luyện tập các điệu múa hát của dân tộc, thường xuyên giao lưu với các đội văn nghệ người Cao Lan ở các vùng khác. Từ đó, chọn lọc những tinh túy của từng điệu múa, câu xình ca nhằm dàn dựng thêm cho đội văn nghệ của mình những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất. Chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà các làn điệu của dân tộc mình vẫn còn được lưu giữ và được lưu truyền đến ngày hôm nay, bởi chúng tôi cũng rất là mong muốn là sau này những làn điệu đó sẽ đi mãi với các thế hệ sau. Hiện xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũng đang tích cực vận động khuyến khích người dân tộc Cao Lan tham gia và thành lập thêm các câu lạc bộ, các đội văn nghệ để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Cao Lan gắn với các hoạt động phát triển du lịch tại địa phương. Qua cái sự mà phát huy và giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Cao Lan thì đấy nó cũng là cái sự lan tỏa, lan truyền giữa các cái bản sắc văn hóa ở địa phương, đấy tạo cái sự nó như giao lưu và cũng là tạo cái sự không khí mới và để phát huy cái truyền thống bản sắc văn hóa chung của các dân tộc trên địa bàn xã. Ngày nay với xu hướng toàn cầu hóa, số đông lớp trẻ ít quan tâm đến các loại hình nghệ thuật truyền thống. Điều này dẫn đến nguy cơ các giá trị văn hóa dân gian dần bị thất truyền cho các thế hệ sau. Vì thế, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của múa dân gian Cao Lan là một việc làm cần thiết, một yêu cầu cấp bách, đòi hỏi phải có những giải pháp hữu hiệu để khai thác, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 20 ngày 21 tháng 2 năm 2023. Lào Cai, sáng nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ.
Lai Châu, sáng trời nhiều mây, trưa chiều có nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 18-25 độ. Điện Biên, sáng nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ 17-26 độ. Sơn La, sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18-28 độ. Yên Bái, có mây vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ 16-29 độ. Hà Giang, sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ 17-28 độ. Tuyên Quang, có mây vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16-28 độ. Phú Thọ, có mây vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18-29 độ. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.